Greg Ban ACAC cũng được. Quân bên đội bạn khá đẹp. Quần kinh quá. Greg Ban ACAC. Nhưng mà he cầm cung cũng tạm được. Mà hình máy của bên lớp là người cầm cho son trong trận đấu này. Trận đấu trước anh thi đấu quá hay. Xem những cái pha nó đi chăn dân nó phê. Cảm giác cảm giác cầm kích dân lao và đạo hơn một kích lạc đà kẹp cung lờ. Không hiểu chạy kiểu gì lạc đà pan. Màn hình máy của đội một là người cầm hitty trận đấu này. Được. Được. Phạm Nhi tiếp một trận nhiều nữa anh được cầm Roman. Và cuối cùng là chia sẻ. Chia sẻ rồi, đây rồi, Miwan. Roman cho Son Min hit. Nói chung là quân nó không quá tịt. Không quá tịt, quân gọi là vẫn đánh được. Trận này đánh mà để đánh lên đời 4 thì bên kia đối bạn là không có cửa. Đánh đời 4 thì không có cửa, đối bạn là rất khỏe ở đời 3. Tuấn Gia Đen nói đúng quét nhỉ. Và tầm này thì ở hiện trường đang gáy nhau thì kinh lắm rồi. Ôi, fan hâm mộ cả hai bên. Mà tôi chỉ thi đấu được bằng mồm với bên kia thôi. Mà bây giờ thì đứa nào cũng có thể thấy được bài của bên lớp cũng là một bài khá được. Nó bày hiệu 6 con về nhà. 6 hiệu. Và bây giờ thì thêm một bầy hiệu 6 nữa đá về sát với kia chiếc BS ăn vàng. Rất tiết kiệm đến từ bên lớp. Đây là một hình ảnh mà chúng ta ít thấy đến từ bên lớp. Thì anh là một người đánh đế chế theo đúng cái kiểu lối sống phóng khoáng của anh. Hai quả phụ và một bầy hiệu phụ ăn với chiếc BS ăn vàng. Bên lớp đang ép đời khá tốt trận rồi. Và bắt đầu đi dần đi rồi. 25 dần. 3% đến từ Hưng Nhổn, 4% đến từ Hồng Anh. Bài kinh đấy. Không hề vớ vẩn. Gani lên đời là siêu sớm trong trận đấu này. Ui, 1-1 cũng bi không còn lên sớm hơn. Mà cuộc thi ép đời à? Mà lên sớm thì không chém được ai thì buồn cười. Pan là của Hưng Nhổn. Crack là của BB.
Thằng bài này dâng lên đóng P ở nhà thủ cũng hay. Ấy ấy. Và bây giờ thì bên này đang bị ứng nhổn phát hiện dần từng là và ứng nhổn anh đang rất khoái trí. Bán này là gọi là người ta gọi là trả thù rồi. Hai bên đang cãi nhau ok đảo hình máy của họ mới nhìn ra họ mới nhìn là người đối đầu với Greg của BB là Roman Greg. Và như vậy là sẽ chắc chắn có 1 đến 2 gì ở trong rồi. À BB ép giỏ ma rồi. BB ép giỏ ma trận này rồi. Giờ vẫn chưa lên đời đây. Đấy còn lâu. Con này 4 máu mà. Rồi làm đôi em. Năm xuống rồi. Đây là mùa 4 của ông anh. Đây là bài 4%, bài của nó cũng đẹp lắm. Lực lực của Hoàng Minh Nhi trận thiếu này các bạn có thể thấy lúc nào 300 thực, hai bên đều. Và thêm một khoanh ruộng, lực rất khỏe bơm đồ cho chia sẻ rằng có thể đánh được cung A sao. Thông tin tôi nhận được thì chia sẻ rằng đang là người giật hốc của đánh cung. Không biết là hốc như nào. Rồi vào đây, vào đây trả thù dân tộc. Rồi đứng yên đấy yên. Rồi ngoài anh bây giờ bò được rồi, thôi cứ hai con vào. Làm được cái nào thì làm. À có ba con vào chứ. À, mặt nhà hở kìa, mặt nhà hở nhá, mặt nhà nó hở anh Tách ơi. Thế thì nó mới hở. Ôi tốt. Thoát tim tuần đấy mà vào chắc win luôn mất. Và lạc đà của Gani đang quá đông trong trận đấu này, đang rất đông. Nhưng đây là cú đấy hit đi lên cái giáp đi. Rồi chuẩn rồi, hai tấn cung tụ lại. Rồi vậy này là rất tốt đến từ lượt 1. Nhưng lượng lạc đà nó vẫn đang đông gấp đôi cùng giờ. Bài Gunny nó quá khỏe. Đâm mi đi anh ơi, đâm mi vẫn lỡ, đâm mi Gunny đi. À rồi, có rồi. Sẻ là tham lai chỉ là 39 thôi, một cái tham lai mà vẫn nói chung là cũng dễ chết lắm. Tham lai mì hoàn này ui hốc rồi, cơ cấu hốc hay phết nhở. Vani khỏe quá, Vani đi cho nó một không thể ra được khỏi nhà. Ban nó đi cần lực lắm ấy. Vâng, tham lai của chim sẻ đang là 53. Lượt 1 vẫn đang trong tình thế gọi là rất là nguy cấp. Mùa 4 Syrian của Hồng Anh đã đẩy rồi. Và có cả lạc đà Pan ở đây luôn. Sẽ rất khó đỡ. Chưa chắc nó có ai về cứu nổi tuần này cơ. Bài thì vẫn đang sóc rất đều quân. Bài lô 1 vẫn đang sóc quân là rất đều. Rồi tuần này chịu.
Tên này thì chịu. À, rồi anh chạy hết rồi nhá. Bye nhá. Rồi chạy được con nào thì chạy thôi. Chia sẻ sẽ thế chủ lực một mình. Hoàng Minh Nhi thằng này là 16 rồi. Anh đã mất tham dần rồi. Thằng này bị đè một chút xíu khi mà lô đã bung nhà. Chỉ bị đè một chút thôi, không đè quá nhiều. Nhưng tham này tôi sẽ sợ sau tuần này nó sẽ đè mạnh dần lên thôi. Vâng, cố gắng lọt vào nhà Hồng Anh một tơn. Rồi, lọt một tơn vào nhà Hồng Anh. Trời hỏng, mẹ nó lừa. Cay đấy. Khó vào tơn này chả làm gì mà lên quân đen. 85 là của chim sẻ. Bây giờ chúng ta chỉ có một mình màn hình máy của chim sẻ để đáng xem thôi. Về lớp thì sao? Về lớp hôm nay là 34/44. Còn bây giờ thì có cả BB sang bên này thi đấu luôn. Vâng, chặn đầu quân của E một tơn. Vâng, thế này mà đánh nhau đời 4 mà sẻ cầm Mi Hoan đấy. Cũng chưa biết được đâu. Hitty của lớp 1 phải hồi, phải có đất hồi, phải hồi được. Còn nguyên tham. Vâng, cái thời điểm bây giờ mà kể cả những con lạc đà pan của Hưng Nhồn vào nhà chim sẻ thì nó sẽ không có ý nghĩa, nhiều ý nghĩa chắc nó chỉ mang cái tính chất là để đảo thôi. Chim sẻ bây giờ thì phải thật châu quân ra. Đang ốp chim sẻ nhá, đến nhà chính rồi đấy. Mạnh máy của chim sẻ đây rồi. Vậy một chiếc nào bây à? Nào vào đi. Có cả một bốn đây luôn. Sóc đều quân ra. Và lớp đảo cực tốt thật rồi. Đông quá, chưa chắc là đỡ được đâu. Đông quá. Khó. Ơ đỡ được rồi. Ôi, nó lên chân lực quá. Một bốn tiếp tục dí quân lên. Khó cùng AC. Còn đội bạn chỉ cần một AC, một baby thôi là ngon đấy. Hai AC nó xương quá. Hai cung AC chứ cũng không phải là cung đờ vớ vẩn. Một tí nữa thì đỡ được, còn lý tưởng bắp cò. Còn Hoa Mi resize rồi, tỷ số là 2-1 dành cho đội tuyển Thái Bình và Scarlet. Một trận thi đấu mà cái pha đỡ nhà của chia sẻ nó rất cảm xúc. Vâng, cái pha đỡ nhà nó quá cảm xúc luôn, nếu như mà đỡ được thì còn đánh tiếp thì vui. Hơi đen, hai cung AC nó khỏe, nó quá khỏe so với quy định. Và chúng ta hãy cùng trở lại đến với trận thi đấu thứ 4 trong C đấu thứ 5, C đấu cuối cùng trong buổi giải hữu ngày hôm nay.